Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về đáp án module 9 khối trung học cơ sở. Đáp án tất cả các câu hỏi trắc nghiệm của hai môn. Môn thứ nhất đó là môn lịch sử và địa lý. Môn thứ hai đó là môn công nghệ. Các bạn cùng xem với mình nhé. We'll be right back.